Huy xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay Huy sẽ cùng với quý cô chú anh chị xem qua mẫu xe Toyota Innova số tự động phiên bản 2.0G. Đây là một trong những cái mẫu xe được Toyota ra mắt vào cuối của năm 2016. Và chiếc xe này được sản xuất vào năm 2017 với thay đổi từ phần ngoại thất của anh chị, ngoại thất rồi nội thất bên trong, phần động cơ cũng như là hộp số. Thì hôm nay Huy sẽ cùng với quý anh chị xem chi tiết về sản phẩm này. Với phần hộp số thì xe được trang bị hộp số tự động 6 cấp quý anh chị, 6 cấp thay vì 4 cấp như trước. Và về phần động cơ, thay vì là VVT-i thì hệ thống đã được nâng cấp lên là Dual VVT-i, tức là hệ thống phối khí được bố trí trên cả hai van nạp và xả. 58.000 cây đây các chị, hộp số tự động 6 cấp, hộp số có chế độ Eco và Power như quý anh chị nha, Eco và Power. Và với chiếc xe được chủ xe trang bị đầu DVD Android, có một trần ghế da đầy đủ quý anh chị. Thì đây là một trong những chiếc xe anh chị mua về sử dụng cho gia đình rộng rãi, với trang bị hộp số tự động 6 cấp cho nên anh chị chạy rất là sướng, nam chạy cũng được, nữ chạy cũng được. Và với cái bộ ghế này á thì chủ xe có bọc da, nhưng mà bên trong thì vẫn còn bộ nỉ zin của xe nha quý anh chị. Nội thất màu nâu. Huy sẽ cùng với quý anh chị mình sẽ xem chi tiết về cái mẫu xe này. Đây anh chị, những cái đường găng ha, đường dập nổi 2017 vỏ. Đây anh chị, còn rất là dài luôn. Khe hở với các chi tiết, những cái đường găng ha. Đây, đèn trong veo luôn. 2017 màu bạc 1D6. Vỏ trước bên phụ. Đây Huy sẽ đi một vòng ha để quý anh chị mình xem qua những chi tiết nhựa nè các chị, cao su. Đăng kiểm còn tới tháng 7 của năm 2026 luôn ha. Đây, gương gập điện nha quý anh chị. Chỉnh điện, gập điện ở phía cửa bên tay á, có công tắc để điều chỉnh. Đây tắp bi cửa trước bên phụ. Đấy, trước bên phụ. Tay nắm cửa mạc chrome. Cái này là nhựa đen bóng. Thì ở trên phiên bản G thì trang bị là nhựa đen bóng, còn phiên bản số sàn thì chỉ là nhựa thôi quý chị. Vị trí để những cái ly nước. Ở đây thì chúng ta có thể để những cái chai nước để làm mát. Rồi thì chất lượng thì Huy đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Bên Huy kiểm tra 176/1 nha quý chị. Rất là kỹ. Xe có trang bị camera hành trình ghi hình luôn. Ở trên trần thì có dãy đèn LED màu xanh dương, buổi tối nó ánh lên đẹp lắm quý chị. Đây, vị trí để mắt kính. Có rất là nhiều khách hàng với một cái số tiền khoảng 300-400. Thì có rất là nhiều khách hàng hỏi Huy là bây giờ anh cần mua một chiếc xe để sử dụng cho gia đình Innova mà là số tự động. Thì nếu như mà quý anh chị bỏ ra số tiền khoảng 300-400 anh chị mua, thì anh chị chỉ có thể mua được khoảng 212-213 tầm đó anh chị. Và 214 thôi. Thì những cái đời đó thì thực sự ra những chiếc xe đẹp không có nhiều quý anh chị, không có nhiều. Và hầu như những chiếc xe ở thời điểm đó thì nó đi cây số sẽ rất là nhiều. Cho nên là khi mà anh chị mua những cái sản phẩm như vậy đó, thì thứ nhất là về anh chị phải bỏ chi phí ra bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế nó sẽ nhiều hơn quý anh chị. Chắc chắn rồi, những chiếc xe như vậy thì đời nó sâu. Và hầu như hết bây giờ anh chị thấy ở ngoài á là nó bán là không phải là như cây số bao nhiêu thì nó để bấy nhiêu nó bán đâu. Và nó toàn là tua cây số lại. Mà xe mà chạy nhiều á anh chị, 23-24 chắc chắn với anh chị là chạy nhiều. Thì rất ít những cái sản phẩm mà chạy gia đình mà đi ít, đi lướt, hầu như là chạy dịch vụ hoặc là chạy gia đình mà chạy nhiều anh chị. Đây, cho nên là khi mà những cái trường hợp như vậy đó thì nó sẽ không có đảm bảo về chất lượng cho quý anh chị. Thay vì đó thì anh chị mua chiếc xe này giá chỉ hơn 500 thôi, và phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay 100 triệu. Như vậy thì anh chị mỗi tháng chỉ tốn là có 415.000 thôi quý anh chị, 415.000 thôi. Đấy, thì anh chị nào quan tâm á thì anh chị cứ liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho quý anh chị. Rồi, và tiếp theo á là ngồi ở bên trong thì xe này là 8 chỗ, dãy giữa thì sẽ có công tắc điều hòa tự động và sẽ có hai cái cửa gió điều hòa tự động các chị. Ở trên trần thì có dãy đèn LED màu xanh dương, buổi tối nó ánh lên khá là đẹp. Và ở phía sau là các chị, ở phía sau thì chúng ta sẽ có hai vị trí ngồi. Innova là rất là rộng hơn cả Fortuner.
Và đây là cái khay để mình có thể để đồ, để iPad, để vật dụng mình sử dụng trong quá trình di chuyển. Còn đây là vị trí để ly nước. Innova thì rất là quen thuộc với rất là nhiều quý anh chị rồi. Đây, cửa đóng rất là chắc nha quý anh chị nha. Cửa đóng rất là chắc. Đấy. Để đâu dính đó quý anh chị. Này, tapi còn đẹp lắm. Này, dưới lót sàn anh chị nhìn thẳm lót chân này. Đấy, bàn đạp thắng này, bàn đạp ga này. Hôm nay cảnh báo công tắc kích hoạt chế độ cảnh báo va chạm ở phía sau. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh được đèn nha. Đèn. Đấy, mở capo này. Rồi. Huy sẽ cùng quý anh chị xem chi tiết ở trên cái vị trí tài xế. Đây, anh chị chìa khóa có xe ha. Đây, anh chị nhìn này, vị trí ổ khóa này. Đấy, đẹp, nổ máy. Ok, rồi. Đây là mặt đồng hồ táp lô. Anh chị nhìn nè, đó, có hình cái xe luôn, 58.000 vô lăng. Đây. Có những phím điều chỉnh âm lượng này, đàm thoại đánh tay, điều khiển giọng nói này. Đây, đầu DVD Android. Đây anh chị, đầu Android này ha. Thì đầu Android này có tích hợp camera hành trình ghi hình. Đấy. Ở đây có đèn anh chị, nó đèn soi này ha. Rồi hộp số, như Huy chia sẻ có chế độ Eco và Power. Eco thì anh chị chạy chế độ tiết kiệm nhiên liệu, còn Power là anh chị muốn vượt xe khác anh chị kích hoạt chế độ Power lên. Chạy cực kỳ khỏe luôn, hoặc là anh chị chở tải nặng á, anh chị kích hoạt chế độ Power lên. Đây, hệ thống điều hòa tự động nha. Rồi, đầu DVD Android có ghi hình. Có ghi hình. Đấy, rồi. Có việc map dẫn đường và Bluetooth rồi anh chị. Đấy, việc map dẫn đường có hết nha. Việc map dẫn đường S1. Cái việc map dẫn đường S1 này nó có cảnh báo tốc độ luôn anh chị. Cái này điều chỉnh lại tiếng Việt nha anh chị. Nó đang nói tiếng nước ngoài. Ok, rồi, mình sẽ xem sơ về phần động cơ. Động cơ thì như Huy chia sẻ đây là động cơ Dual VVT-i, cho nên nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn so với cái động cơ cũ. Và với trang bị hộp số tự động 6 cấp chạy sẽ sướng hơn nha quý chị, sẽ sướng hơn. Hiện tại thì bên Huy cũng có một chiếc xe 2013 số tự động giá 355 triệu. Thì anh chị nào mà thích cái chiếc Innova số tự động 355 triệu không muốn vay á thì anh chị có thể lái chiếc đó. Còn mà nếu như anh chị nào mà thích cái xe đời cao với trang bị hộp số tự động 6 cấp, động cơ Dual VVT-i thì anh chị lái chiếc xe này. Đây các chị. Đó. Thì xe đã được Toyota Tân Cảng Minh Huy kiểm tra kỹ lưỡng 176 vòng vục, cho nên là quý anh chị hoàn toàn yên tâm. Thì đó là thông tin sơ lược của Huy để cho quý anh chị mình nắm. Và với quý cô chú anh chị nào đang có tài chính tầm khoảng 300-400 hoặc là anh chị có con số ít hơn con số đó thì vẫn sẽ được tài chính Toyota hỗ trợ khách hàng của Toyota mua xe Toyota với ưu đãi cực kỳ tốt, lãi suất 4.99% trên năm. Và anh chị chỉ cần bỏ ra khoảng 415.000 trên 100 triệu, anh chị vay 100 triệu một tháng thì anh chị sẽ sở hữu được một chiếc xe mà đi gia đình khá là ok luôn. Và với giá niêm yết của mẫu xe hiện tại thì bên Huy đang niêm yết với giá là 540 triệu. Và giá trên thì bên Huy còn đang hỗ trợ bớt lọc cho quý cô chú anh chị nào đang quan tâm đến mẫu xe này, đến trực tiếp Toyota Hiroshima Tân Cảng xem xe và thử xe. Thì đây là một trong những chiếc xe mới có 58.000 cây, anh chị kiếm ở ngoài thị trường không có nhiều đâu quý anh chị. Và đã được kỹ thuật bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng, anh chị có thể đến chạy thử xe và sở hữu chiếc xe để phục vụ cho việc đi lại của gia đình. Thì đây là một số những thông tin chia sẻ từ Huy cũng như là giải đáp sự thắc mắc của quý anh chị. Nếu như mà quý anh chị có nhu cầu mua xe với tầm tiền 300-400 thì anh chị nên chọn chiếc xe này. Anh chị vay thêm một ít nữa thì nó sẽ tối ưu ok hơn và xe cộ đi sẽ sướng hơn, thích hơn, đỡ hư hỏng lặt vặt hơn. Đó là một số những cái chia sẻ cũng như là cái cảm nghĩ của Huy. Anh chị nào mà cảm thấy thôi anh chị ít tiền không cần vay, muốn đi xe cũ sửa nhiều thì anh chị cứ tìm hiểu kỹ. Tại do xe thì thực sự ra mình mua về là mình đi mình trải nghiệm, nó phục vụ mình chứ không phải là mình phục vụ nó đó. Cho nên là giống như ví dụ anh chị mua xe mà cũ quá về đi anh chị sửa hoài, giống như đi dọc đường mà ban dọc đường nữa thì thực sự là rất rất là đau đầu quý vị đó.
là mình phục vụ nó chứ không phải phải nó phục vụ mình. Đó là chia sẻ vui thôi. Thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ sớm ạ. Huy xin kính chào và hẹn lại quý anh chị ở những video tiếp theo ạ.